Ủa, một ngày giống như là mình sẽ làm được dạng bao nhiêu ký hay bao nhiêu cái này anh? Một ngày nếu mà hết như đây luôn là mình làm tầm khoảng 15 ký. Dạ. Yeah. Thơm quá. U. Một ký bụng. Là mới nay anh gọi hả? Ừ. Đây là chị đã luộc mấy cái này. Cái này là luộc dựng. Luộc dựng. Dạ. Là dựng. Dựng. Dạ. À. Có thêm nấm nữa nè. Đó, cái đường ngoài đó là cái đường Nguyễn Văn Linh á. Nếu mà chúng ta đi từ cái đường như của Phú là phải đánh vòng qua nên Phú đi đường trong. Rồi, VN Food Travel xin chào quý vị khán giả. Gia Phú, Gia Mèo rất vui được gặp lại quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn một cái món mà gần như là... À, có quay. Đó là Phú quay đó là hủ tiếu dê. Ngày hôm nay chúng ta sẽ ăn các món dê. Nào mà dê tươi. À, quán có tên là Lẩu Dê Núi Ngự. Nghe Núi Ngự thì ở đây thường biết rồi đó ha. Thì là có... hương vị Huế. À, địa chỉ là 125 Lý Phục Mang, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Không gian rộng rãi, thoải mái. Rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ xem một số quy trình chuẩn bị món ăn. 11 giờ là bán cho tới khuya. Xem cái menu của quán trên này có hình luôn nha. Sườn dê, đùi dê quay, dựng dê, dê xào sả ớt, thịt dê nướng, dê xúc xả, dê tái chanh, vú nướng, dê rửa mận, sườn dê quay nguyên bẻ, đùi dê thui, gỏi dê trái bả, cực cháy tiêu xanh, mẹt dê, sườn dê nướng, tiết canh dê, lẩu sườn tươi, dê hấp tí tô, đùi dê nấu nấm, nhiều lắm, dê tươi nhúng tiết, dê né, siêu thị dê, cà ri dê Ấn Độ, Ngọc Dương tìm thuốc bắc, xương ống sáu măng, dê nhúng mẻ, dê xào lăn lòng gì hết. Còn có gì dê Napoleon, lạ quá. Giới thiệu với quý vị khán giả anh Nhật, thì ngày hôm nay nhà anh Nhật hỗ trợ em và chia sẻ cho quý vị khán giả biết những cái món ăn ở quán mình. Thì đầu tiên đây là cái món giòi nè mọi người. Cái này là sao vậy anh Nhật? Cái này là ở nhà mình làm luôn. Thường thì một số cơ sở khác nó cũng có bỏ cái món này, nhưng mà dạ, mình thấy là mình làm thì chắc có lẽ là nó sẽ vừa miệng và cái hợp với dạ, khẩu vị của mình và đa số khách hàng ở đây. Dạ, em thấy đây có huyết, có gì nữa anh? À, đây là mình là có nè, dồi sống nè, thịt dê nè, dạ, thịt xay nè, dạ, tiêu xay nè, một số cái gia vị. Và chủ yếu là mình làm tại nhà là để cho nó vừa với khẩu vị của dạ, mình và khẩu vị của khách hàng. Đó. Cái dê nữa, cái sụn dê. Dạ. Cái này là
của con dê, đường ruột của con dê, đúng rồi, đường ruột của con dê, đường ruột của con dê nè mọi người, mình nhồi vô, nó nhỏ xíu à ha, nhỏ hơn của heo, dạ. Nhỏ hơn của xúc xích, dạ. Mà em thấy nãy giờ mấy chị rất là nâng niu, nhưng nó dễ đứt hơn của con heo hết, à, đúng rồi, cái gì nhỏ thì nó hơi mong manh xíu. Ủa một ngày như là mình sẽ làm được dạng bao nhiêu ký hay bao nhiêu cái này anh? Một ngày nếu mà hết như đây luôn là mình làm tầm khoảng 15 ký. Dạ. 15 ký thì nó chia được hai thao này thì một ngày mình bán một thao. Một ngày là một bán một thao. Dạ, đúng chị rồi. Bán như thế này là ra được 14 ký. Dạ. 14 ký bán trong vòng 2 ngày. Nghĩa là 2 ngày là làm, 2 ngày là làm. Dạ. À, bây giờ là mình ướp gia vị vô để chuẩn bị quay phải không anh Nhật? À, đúng rồi, con này là con dê cái ha, nó tầm khoảng 13 kg 14 kg thôi. Dạ, dê cái. Dê tơ. Đây mình tỉnh cho là vì tiêu, dạ. Nêm, lá chanh. Lá chanh. Rồi hôm đó mình kèm tỏi, cái tỏi này là lát hồi nó thấm cái nước quay của con dê trong bụng rồi mình lấy ra cho khách sử dụng luôn. Dạ. Nó sẽ ngọt. Ừ. Với xả thôi. Mình đâu có dùng dĩa đực ha, hay dùng dĩa cá? Dĩa đực cũng được, cũng tùy bữa, nói chung là mấy anh em bên giao dê, người ta giao dĩa đực thì mình cũng dùng dĩa đực. Dạ. Thế nhưng mà cái kích thước là do mình lựa chọn, là mình thích sử dụng cái dê nhỏ, dê tơ cho dạ. Nó mềm. Thường dê này trước khi nãy anh sơ chế anh phải xử lý mùi vô. Hay là giống vậy nó cái thịt dê thì nó làm xong rồi nó vẫn cái dê mà mình chế biến mình để thịt sống á, thì mình sẽ xử lý mùi, nhưng mà cái dê quay này nó là mình không cần xử lý đâu, tại vì lúc mà quay lên là nó dường như là nó không còn mùi nhiều, dạ. Nó thơm lắm. Ừ. Ồ. Xả nhiều á. Ừ. Nó sẽ căng cái bụng lên, nó không có bị chặt. Dạ. Nó nhét cho nó chặn lên. Đúng rồi, là nó sẽ bị sụp một bên. Mình chỉ khoét ở dưới một tí ha, không có phải là cắt hết như con heo anh ha. Giống như mấy con này cắt hết này. Dạ. Cắt dạ. Ờ. Cái con này là dê thui ha. Cái này là dê lá hồi mình sẽ xả thịt xuống dưới ướp. À. Ừ. Để hai bên góc kìa chứ không có để ở giữa. Đó. Như là cái này là thịt này xẻ ra để làm những cái món lẻ riêng đó, đúng không em? Mỗi ngày xài dê tươi. Lóc mấy cái đùi cái chân. À. Lửa cháy rồi bắt đầu mới vàng than ra. Xong là giờ mình cứ để nó lúc nó chín thôi đúng không em? Dạ, để khi nào nó vàng mới quét nước lên. À. Đây, chúng ta tiến vào khu vực bếp rất là rộng rãi. À, chào mấy chị, chào mấy cô. Chúng ta sẽ xem làm giờ trường. À, trong lúc mà chờ chuẩn bị để mà mình luộc cái giòi nãy mọi người. Đây là chị đã luộc mấy cái này. Cái này là luộc dần. Dựng dê là dựng. Dựng với cái bụng của dê. Dạ. Và tại vì cái bụng của dê là mình mới thả vô thôi chứ dạ. Không có trứng mình không có được. Dạ. À, cái này nó mềm là mình đã đi vớt. Dạ. Ủa cái chân là cái chân. À, gọi là dựng. Dựng. Cái dựng là cái dựng là cái dựng, còn này cái này là cái chân. À.
cái phần cẳng dựng đúng không? Dạ, nhưng cái cục này đã rồi. Chị Cúc là người đang chuẩn bị, đang làm những cái công đoạn này nha mọi người. Để giới thiệu chị cho chị lên hình. Mình luộc bao lâu thì được chị, hay luộc sơn? Nó cho nó chín luôn, nó sôi cho nó chín luôn rồi mình vớt ra. Dạ. Chứ mình mà không cho nó chín nó sôi lên thì nó chua. Dạ. Rồi, dạ, chị mời chị Cúc vớt. Chín rồi đó. Ồ. Nên chúng ta sẽ được ăn dồi dê. Yeah. Thơm quá. Cái này nó mới là lúc nào nó cũng ngon. Dạ. Ướp đá. Ướp bao lâu thì được chị? Cái này tầm khoảng 5-10 phút. À, ướp đá cũng phải 5-10 phút. Ướp đá nó này nó hết độ nóng mà vớt ra, không biết là bao nhiêu phút. Dạ, hà cứ hết độ nóng mà vớt ra. Là xong là mình sẽ bảo quản nó. Đây là giấm không? Dạ đúng rồi. Cái gì? Mình quét lên chi vậy? Quét cần nó vàng, cái vàng giòn. À, vàng da đẹp hơn đúng không? Dạ. Nó lại giòn. Giòn. À, giờ là con này nó chín luôn rồi đúng không? Đúng rồi. À. Chính là bây giờ mình chuyển nó ra, mình ủ bên kia là mình xẻ thịt nó ra. Dạ, thì hồi nãy mọi người thấy không? Bữa nay quay như là nó khớp. Ở nãy các bạn nhân viên chọt là bị tét da đúng không anh? À, bình thường là không có bị tét. Bữa nay đúng bữa nay quay là bị tét. Bị khớp á. Ủa cái nước, cái này mình có xài cái gì không anh? Có, lá hồi mình cắt chung cái nước trong kia ra. Mình làm cái nước. Dạ. Nó là cái nước trong bộ muôn dê nó túa ra. Ồ. Rồi. Bây giờ là mình sẽ như thế nào vậy anh Nhật? Bây giờ là mình cắt nó ra ha. Dạ. Coi chảy nước trong cái bụng ra. Thơm quá. Là mới nay anh gọi hả? Ừ. Anh gọi gọi điện em á hả? Không. Hay là anh ngồi bên kia? Ở bên kia. Mình có một anh khách gọi 1 kg bụng. Đây. Ồ. Nãy mua sườn mà hết sườn, ông nào đó đặt sườn là hết rồi. Nên là thôi giờ lấy bụng thôi. Thơm à, thơm. Ê, nhưng mà cái gù nó giòn không? Cái nào? Cái giòn là cái trên cái lưng á. Cũng ngon, cũng có nhiều. Đó, bây giờ mời Phú thử nè. Mời đâu? Em cắt thử cái cung cung nghe nè. Thử liền luôn á. Nóng lắm á. Ôi, nóng quá. Dạ, cảm ơn. Ồ, nóng quá. Thở tí xíu nha. Mình cứ quay tiếp đi. Rồi chị nào bạn ăn thì bạn hú mình. Cái cảm giác này sướng lắm. Cái cảm giác là mà cắt con dê lúc này là sướng nhất luôn nè. Trời ơi, thơm xả quá trời luôn. Xen lẫn cái mùi tiêu xanh. Chú ơi, bạn bấy ai cho hai đại thịt giống thêm. Giật mình. Nóng sốt. Rồi ăn luôn nè bạn ơi. Mời mọi người. Rất dạ. Giòn á. Con này là không có mỡ nhiều quá anh. Mặn mặn. Béo. Cái trên ngon nè. Cái này da giòn ghê á mọi người. Rồi. Coi cái phần của anh này nè, anh này lấy sườn với bụng. Mình cứ làm đi nha, mình cứ làm bình thường nha. Trời ơi. Nó mọng nước lắm mà. Đứng trong cái lò này mà ngày nào em cũng mọi người biết luôn á. Dạ. Là mình chỗ đây cũng cũng quay chỗ thôi. Tôi quay Wow. Cho cái sườn với lại bụng lên trước đi. Ủa bạn,
sẽ có một cái thực đơn là có một cái mẹt, vừa có cái này và cái dòi, cũng sẽ gọi cái phần đó. Quy mũi khoan luôn ha. Nó sườn sụn quá. Nghe nó giòn quá. Nó sụn không rồi. Mấy phút đó ha. Nếu mà có sườn không? Không, một miếng sườn với khúc đó cũng được. Rồi ok. Với lại cái cục u đó, anh lấy một nửa cục đó em. Phú xin đọc bài thơ ở đây. Tái dê chấm giới tương bần, ăn vào nó cứ rần rần như dê. Đêm về em cứ tỉ tê, ngày mai ta lại tái dê tương bần. Rồi, ăn thôi. Rồi thì hồi nãy mọi người cũng có thấy đại khái các món ăn ở đây rồi. Nói chung là toàn dê thôi. Thì giá thì có rất là nhiều mức giá. Thì Phú chỉ chia sẻ mọi người chút xíu nè. Giống như là những cái dê mà nãy mọi người thấy quay nướng á, là tính theo lạng là dê thui là 75.000, còn cái phần bụng á là 80.000 một lạng. Riêng cái đùi dê là 800.000 nè, rồi sườn dê quay nguyên bẹ luôn là 750.000. Đó là nguyên cái bự luôn á nha mọi người. Còn cái dòi mà nướng á là 150.000 một phần, khoảng 3 lạng hơn. Đó, ngoài ra thì các món ăn lẻ là sẽ từ dao động từ 150 đến 170. Lẩu là 250. Đó. Cái món đặc biệt như là Ngọc Dương này nọ là 370 đến 400. Đó. Món dao động nhiều lắm. Mọi người tới đây rồi mọi người mình cứ lựa món ăn nè ha. Đây, mình trước tiên là Phú ăn 3 món trước. Sẽ có một cái lẩu nữa. Đó là gỏi trái vả. Gỏi dê trái vả. Giá này như 170. Đó. Rồi này khoảng 2 lạng thịt nè. Và cái 2 lạng củ dồi. Đây là dê hấp tí tô. 160 thì phải á. Rồi, Gia Phú xin mời quý vị khán giả, cô chú, anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức dê ngày hôm nay nha. Chiều lòng khán giả hết. Đang lấy Phú uống nước ngọt á. Tại vì quay nhiều lần mà thấy mấy ông nhậu nó ăn cái này thì phải uống bia nó mới ngon mới này nọ. Rồi rồi, mời mọi người vô một cái nha. Mình uống hết ít thôi. Cuốn nhắm môi thôi nha mọi người. Đây là trái vả. Đây là một miếng thịt dê à. Cũng đã được bóp rồi mọi người. Có thấm là mềm. Da người tư. Trái vả nè. Món này ngoài Bắc nha. Có trái vả ở ngoài hẳn luôn.
Cái này để ăn về hấp tí tô. Là cháo bả đúng không? Đúng rồi, cháo bả đó. Sung quá ha. Nó không có chát nhiều nha. Nó dạng chát chát tí tí à, trên cái lưỡi mình thôi. Nó không có chát ngầm. À. Mắm này nó sao giúp cái hậu vị nó đậm mà đây trộn thì nó vừa thấm rồi. Có xoài, cà rốt, hành phi, ngò gai. Dưa gỏi ăn bắt mò luôn. Dưa à, nãy mọi người thấy cái món này hấp dẫn không? Dê quay xong là một buổi là chỉ quay một con, xong tới buổi chiều bán, nếu mà bán hết thì mới quay con tiếp theo đó. Chúng ta sẽ thấy là trên cái dĩa này sẽ có khế, đậu rồng, trái sung để ăn kèm. Giờ mình ăn giòi trước đi ha, rồi dê đàng hoàng nha. Ồ, hạt tiêu bự bự không à. Thơm tiêu á, cái gì mà tiêu ăn sợ nồng. Rồi món này ăn với mắm tôm nha mọi người. Mắm tôm thì phải ăn thêm mấy cái này nữa, thêm miếng nha. Mắm tôm mày đặc mặn mặn à, cái sùng chưa bao giờ ăn nè, thiệt không á. Quả cuộc đời 34 năm chưa ăn cái sùng bao giờ. What? Cũng chát chát giống trái gà đúng không? Ừ, không chát. Ăn nó giống trái gì cho? Cũng giống giống trái xấu á. Cái mà xấu trong cái ly xấu ngâm á. Chua. Thấy chua á. Gì vậy? Tỏi, tỏi. Tỏi chư ta hả? Tỏi ướp trong cái con dê á. Ngon. Đây, mọi người thấy miếng da không? À, con dê này chính đều lúc mà mọi người đã thấy cắt á, nước có tứa ra và cái thịt nó vừa tới rồi, nó không có, nó vẫn chỉ có một chút xíu hồng thôi. Nguyên miếng luôn. Ăn lúc mình nồng nóng nãy á mọi người, cái da nó sẽ giòn hơn. Bây giờ khi mà để ăn cái món này mọi người ăn nóng, để ngồi ngồi tí thì cái da nó sẽ hơi dai đó. À, nêm nếm thử này đó, cái này gì ra. Tôi thấy cái mùi gì đó nó lạ lạ rồi đó. Nghe như mắm nêm mọi người. Mình thơm không có bị nồng á. À, giờ ăn là phải vậy nè. Nước dao, ngò gai, đậu rồng. Đậu rồng có nhiều người ăn sống không được. Ăn kỳ vậy. Mình ăn cắm dê đó. Chứ vậy mấy này nó lẻ mà đâu có cuốn đâu được đâu. Đâu có cái nào lá bự cuốn đâu. Mình cầm mình ăn thôi thôi. Mà cái này không có ăn mùi nha mọi người. Hay quá ha. Thử mùi hay. Quay thì không có ăn mùi như anh nói vậy đó. Mọng nước ra. Thịt mềm lắm mọi người. Hấp dẫn. Cho bạn. Cho chùm luôn. Cảm ơn bạn. Lẫn một chùm. Đó. Đã không quay dê rồi, quay dê à. Clip nó phải chất lượng gì gửi cho mọi người. Lên lửa em ơi. Lên lửa. Đây. Nó tái tái nè mọi người. Sẽ bỏ tí tô vô. Bỏ nguyên cọng vô luôn. Nát nó cũng quéo lại. Nào bự quá thì đó. Lâu lắm mà không ăn dê. Đảo đảo lại. Đậy nắp lại. Đây. Vô vô vô. Vô vô. Ngon quá bạn ơi. Đây, cái nón này là ăn tái tái. Ồ, nó dính nguyên miếng rồi. Đây mấy miếng này. Tiếp luôn hả? Từ từ, nóng. Miếng lá. Ừ.
ghê mềm rồi. Ăn món mình nó cảm nhận nó mềm không? Và cái độ đàn hồi của thịt, nó ngọt nước, nước còn ngon đi. Thô đúng không? Đây. À, với riêng cái món này thì anh chủ ở đây xài cái ruốc là Huế. Từ gia đình ảnh là chuyển vô đây luôn đó mọi người. À, người Huế luôn hả? Ờ, ông có, ảnh có gốc Huế. Thì mà nói chung là món dê là từ Ninh Bình ở ngoài Bắc. Thì gần như là các món của ảnh là cũng có một sự pha trộn theo kiểu hương vị ngoài chứ không phải là theo kiểu hương vị miền Nam nha mọi người. Nhưng mà ăn lại rất là hợp vị. Ôi, ruốc này thơm. Chế vả. Ăn chế vả để cho hết vất vả. Giòn. Nó không có chát như cái chuối của mình ha. Nó không có chát nhiều như cái chuối sống. Đây, đây có chao nữa nha mọi người. Những ngày đầu gối chúng ta yếu á, nên ăn đậu bắp nhiều tí xíu để nó có tăng cái chất dịch ngay chỗ cái khớp đầu gối. Cái lục cục á mọi người, ăn nhiều. Ngon. Đây, món lẩu. Nhưng mà Phú sẽ không ăn lẩu truyền thống như mọi người thường xem. Chúng ta phải đổi chứ. Ở đây sẽ có cái lẩu nấm. Trời, lẩu dê nấu nấm. À, chúng ta thấy để lấy cái giá nha. Đây. Lẩu đuôi dê hồi nãy mình nói là mình lấy lẩu đuôi dê đó. Trong đây sẽ có táo tàu, kỹ tử, nấm và đây đẳng sâm. Đó. Ăn cái lẩu này cho nó bổ dưỡng. Này là lẩu đuôi dê nha mọi người, đuôi dê nấm. Bỏ rau vô thôi. Có thêm nấm nữa nè. Tươi xanh. Đó, mồng tơi đây cũng quán cũng lựa những cái lá mồng tơi nhỏ không non, không có già. Khỏe luôn. Đại luôn, trước sau gì cũng vô bụng. Dìm xuống. Dìm nó xuống. Dìm nó xuống đáy xã hội. Đó, lẩu xoài nè mọi người. Thơm lắm. Ăn nấm cho nó thanh đạm mà nó bổ dưỡng. Đây Phú có múc một chén sẵn để nguội nãy giờ. Giờ mới dám hút. Nước ngọt thanh. Cái hậu và nó có cái hậu đi qua sẽ có một chút vị cái mùi vị dê. À đây, ở đây ăn sợi mì này. Không phải là cái sợi mì như cái cuộn chúng ta thấy ha. Mì này cái màu nó cũng vàng nhạt. Đó. Còn chơi gì nữa? Vô. Kỹ tử nhiều chút xíu nè. Một địa điểm mới cho những ai đi với gia đình. Chúng ta có một buổi ăn thịt dê bổ dưỡng. Vì sao dê lại bổ dưỡng mọi người? Vì dê nó hay ăn lá. Mọi người, nhiều người thích ăn thịt dê vậy. Lá, những cái lá là nó ăn. Đôi khi nó ăn lá khuốc nữa. Còn thiếu gì không? Thiếu dê hả? Đủ quá rồi phải không? Dê là có cái đuôi mút vô rồi. Nấm kim châm có chưa? Nấm kim châm có rồi. Kiếm trái táo thôi. Đây. Có táo rồi. Táo với mồng tơi, đúng rồi. Ok. Đây đẳng sâm. Đẳng sâm chắc cũng đắng đắng hả? Không. Nó chua chua. Thì sâm mà lại chua trời.
nó chua chua ngọt ngọt, nó giống như cái vị táo rồi không, hình như từ cái vị táo nó thấm vô cái sâm này nè. Nó vị giống vị của cái trái táo tàu đó mọi người. Ăn cái lẩu này ăn với nước tương nha, nhai nó sẽ ra một cái chất chua chua, không biết phải là của do táo hay là do cái cọng đó không, mà tôi thấy nó vị giống táo, ngọt ngọt nữa. Mà nghe cái giòn, giòn mà nghe tiếng nữa mà nấm. Nóng quá. Đây, đuôi dê. Dê đáng ngon. Chấm nước tương đây. Như là có chao. Đấy, trong cái món của ăn á thì cái phần đuôi dê này nè thì nó sẽ có cái mùi, nó thoảng mùi hơn, còn mấy cái món này ăn không có thấy. Quên nữa, ở đây có vú dê, nhưng mà vú dê thì sẽ giá hơi cao mọi người. Nếu mà muốn ai mà muốn ăn vú dê á thì mọi người phải điện trước quán để họ lấy về, chứ quán cũng nói là sử dụng vú heo. Và ở đây cũng có sẽ có 3 phòng lạnh ở trên lầu đó, mọi người thích ngồi phòng lạnh không mình cứ ngồi như vậy. Mùa đá banh có màn hình tivi máy chiếu coi luôn rất. Tính ra ăn cái lẩu này ngon hơn á, không có ngáy mọi người. Thanh đạm bổ dưỡng ok nha, không ngẫu dê nha. Bán thịt dê tươi ướp sẵn thơm ngon tiện lợi, có hướng dẫn nấu ăn tại nhà, đây là số điện thoại để mọi người mua hàng đó. Nếu mà quý vị khán giả là đã tới đây ăn rồi xong cái mình thích hương vị ở đây, chúng ta có thể mua về để khi mà tiệc đãi rồi để tủ đông để mình ăn tết. Tết này sắp tới thì chắc nhiều thịt kho vịt lắm, cũng sẽ hơi ngán. Rồi thì rất vui là ngày hôm nay đã chia sẻ được một địa điểm dê chất lượng để gửi đến cho mọi người. Giá thì mọi người có thể thấy giá thì có thể là nó sẽ hơi nhỉnh đi. Mình thì cũng không có nắm được cái giá tổng thể mặt bằng ở đây đó, nhưng mà Phú thấy là với phần ăn chất lượng với cái giá tiền thì nó cũng rất là xứng đáng. Dê tươi, thịt mềm, ăn thơm, chị không có bị hăng mùi dê nhiều. Những cái gia vị nếm tuy là nó theo kiểu ở miền ngoài nhưng mà ăn rất là hợp khẩu vị, dễ ăn. Một địa điểm để cho gia đình đến rồi ai nhậu lay rai chúng ta gần gọi hai món thôi là ngồi là bịch xịt rồi đó. Rồi cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ, đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.